Chào các bạn ha. Mẫu iPhone đến thời điểm hiện tại đã tồn tại được 3 năm nhưng vẫn đang gồng gánh doanh thu của Apple. Không ai khác đó chính là iPhone 11 thôi các bạn. Bên Minh Tuấn Mobile đã bán cái này với giá chỉ hơn 10 triệu thôi các bạn ơi. Giá đang rất là tốt luôn. Nếu các bạn ưng em nó, đến ngay Minh Tuấn Mobile sở hữu nha. Còn bây giờ, chi tiết về em nó vô video thôi. Đầu tiên phải nói đến đó chính là cái phần thiết kế của em này ha các bạn. Apple vẫn sử dụng cái viền bo tròn trên iPhone 11. Riêng cái điểm này thì cá nhân Tàng cực kỳ thích luôn nha các bạn. So với ba cái thế hệ iPhone gần nhất đều là viền vuông không à các bạn ơi. Cái em này á, viền bo tròn cầm trên tay, nếu mà không đeo ốp á nha, cầm nó rất là đã luôn, nó không hề cứng như những cái viền vuông đâu nha. Nhưng mà có một cái vấn đề rất là nhỏ thôi, đó là những cái phiên bản mà màu tối như thế này, chẳng hạn như màu đen Tàng đang có ở đây đây, mặt lưng được làm bằng kính nè, các bạn xài á nó sẽ bị bám vân tay rất là nhiều nếu mà không đeo ốp lưng nha. Cái phần khung viền của iPhone 11 á được gia công bằng nhôm ti nè, khi cầm trên tay đương nhiên sẽ không sướng và mát lạnh như những phiên bản Pro hay Pro Max nha. Nhưng do là viền bo tròn nên cầm trên tay vẫn tạo cảm giác rất là thích thú luôn. Tóm lại thì tất cả những cái phần thiết kế của iPhone 11 Tàng rất là ưng luôn. Tiếp theo phải nói về cái phần pin nha các bạn. Thì viên pin của em này lên tới 3110mAh. Ở thời điểm hiện tại thì cái con số này nó khá là khiêm tốn ha, nhưng mà vẫn là một con số ấn tượng đúng không các bạn. Con số khiêm tốn vậy thôi chứ các bạn on-screen từ 5 tiếng trở lên vẫn vô tư luôn ha các bạn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết đó là máy phải mới 100% nha. Chứ nếu mà máy 99% thì cái thời lượng sử dụng mỗi ngày của các bạn á, sẽ bị sụt giảm nha. Tuy nhiên đây vẫn là một con số vừa đủ so với đại đa số người dùng Việt Nam ha. Phần quan trọng đây rồi các bạn, đó chính là cái phần hiệu năng của em iPhone 11 này ha. Sử dụng chip A13 Bionic, trong khi hiện tại Apple đã ra iPhone 14 rồi đúng không? iPhone 14 thì sử dụng chip A15 nè và A16 luôn. Vậy thì em này tính ra bị lỗi thời. Có 2-3 được chip à? Quạt. Các bạn sử dụng những cái phương tiện social media như là TikTok nè, hay là YouTube nè, hay là chơi game luôn, vẫn cứ vô tư ha. Còn về nền tảng iOS thì sao? Thì vẫn được cập nhật những cái phiên bản mới nhất luôn, không chỉ là iOS 15 không đâu. Và cuối cùng chắc chắn không thể kể đến, đó chính là cái phần màn hình, điểm yếu chí mạng của em nó luôn. Với cái việc vẫn sử dụng cái tấm nền LCD nên chất lượng hiển thị hình ảnh nè và giải màu sẽ có cái phần kém chi tiết hơn so với các cái dòng Pro hay Pro Max ha. Chưa kể là cái phần viền màn hình các bạn nhìn nè, khá là dày luôn ha. Mà chưa tính tới đó là không có cái tần số quét 120Hz như trên 13 Pro, 13 Pro Max hay 14 Pro, 14 Pro Max luôn á. Mà trên thực tế thì đại đa số người dùng Việt Nam họ cũng không quá quan tâm tới cái tần số quét đâu các bạn ơi. Bỏ qua cái phần điểm yếu xương xương là cái phần màn hình đi ha các bạn. Thì em này tóm lại có gì? Pin trâu nè, chip A13 Bionic nè. Và quan trọng là cái mức giá đang rất là ok luôn. Bên Minh Tuấn Mobile đang bán em này với giá chỉ hơn 10 triệu một xíu thôi các bạn. Nếu mà các bạn thích em nó, đến ngay và hốt ngay liền em nói nha. Đừng quên like, share và subscribe kênh Minh Tuấn Mobile. Cảm ơn các bạn.